vào những cái ngày mà trời Sài Gòn nó có một cái chút gì đó nó se lạnh, rồi một chút gì đó mà nó hơi sương gió của cái tháng cuối thu và đầu đông đó. Mình rất là nhớ quê. Quê của mình thì nó nằm ở trên vùng Đắk Lắk á. Nói tới Đắk Lắk thì chắc là mọi người nghĩ ngay tới lại là những cái đồi cà phê và những cái hương cà phê. Nhưng mà ở trên Đắk Lắk thì nó có một cái đặc trưng là người ta trồng những cái bắp xen kẽ với lại những cái đồi cà phê. Thì bạn sẽ thấy rằng là có những cái đồi bắp mà khi mà nó đã lên rau rồi là nó trắng mà nó xanh mướt. Hồi đó là con nít của mình thì ở quê thì mình lủi nhau vô trong ruộng bắp, xong rồi hái những cái bắp non, rồi những cái rau của bắp nó là thành một cái con búp bê, rồi làm nhà cho búp bê, xây nhà cho búp bê, mặc áo cho búp bê bắp. Nhưng mà nói tới bắp thì lại có một cái món ăn mà vào trong cái thời tiết se lạnh này là mình rất là nhớ tới, đó là món ram bắp. Đối với những cái người con mà xa quê hương á, thì mình nghĩ là khi mà mình nhớ về những cái món ăn quê hương thì cái điều mà làm cho mình yêu thích nhất đó là cùng nhau rủ những cái người bạn thân thiết của mình để mà chia sẻ với họ về cái món ăn mà mình yêu thích. Ở Sài Gòn này có lẽ là bạn sẽ bắt gặp là mình ăn rất là nhiều món, nhưng mà để kiếm cho được cái món ram bắp này thì chưa bao giờ mình thấy và chưa thấy ở đâu người ta bán cái món này. Duyên ơi, sau khi mình đi chợ về thì với tất cả nguyên liệu như thế này thì mình sẽ chế biến món ram bắp như thế nào em ạ? À, chị ơi, để mà làm cái ram bắp này á, thì cái quan trọng nhất, cái khó nhất đó là mình sơ chế bắp. Nên là cái công đoạn đầu tiên là sẽ bào bắp thì em sẽ bào bắp. Còn bây giờ thì chị giúp em là mình sẽ cắt cái củ cà rốt với lại cái củ cải trắng để mình làm cái nước chấm, nước chấm riêng để lát nữa mình ăn. Chị biết không, cái bắp này nè, thì ở trên nhà của em á, thì nó có sẵn ở ngoài đồi, ngoài nương á. Thì là chị em cùng nhau đi ra ngoài đó, xong rồi hái bắp về, xong đem về, xong rồi mẹ sẽ làm cái món này cho cả nhà ăn. Cái không khí đó nó rất là ấm áp chị. Xong rồi mình có rất là nhiều món để mình làm với cái bắp này. Ví dụ như là mình nướng bắp nè, thì ở Sài Gòn chị có hay là ăn là bắp nướng mỡ hành đúng không? Trời, món khoái khẩu xưa giờ. Rồi ngoài cái ram bắp này ra thì ở nhà mà cái món ăn mà thường xuyên vẫn hay làm nhất là chả bắp. Cái quan trọng nhất của cái khi mà mình làm cái món này nè chị, là mình giã cái bắp này cho thật là nhuyễn. Mình đừng có xay chị, tại vì mà khi mình đem mình xay thì nó sẽ chảy nước ra, sẽ mất đi cái độ sệt sệt ngon ngon. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn nhân ha. Ở đây như cái nhóm của mình là khoảng 3-4 người chị em mình đúng không? Thì em làm là 3 trái bắp nè. 3 trái bắp. Rồi 200g thịt nè. 200g rồi mình thịt. Thêm một quả trứng gà nữa. Một quả trứng gà. Rồi mình trộn những cái gia vị á. Mình nêm nêm vừa ăn là được rồi. Nhưng mà đây chị thấy wow, sao? Wow, nhìn hấp dẫn quá. Rồi cái này thì wow, bây giờ mình cuốn với lại rau sống rồi mình chung dùng nước chấm nha. Sao chị? Chị thấy cái ram bắp này của em nó có khác gì chứ lại là cái chả giò chị hay ăn bình thường không? Rất là ngon. Cái cảm giác nó giòn tan, ngon lắm. Cái vị bắp này rất là đặc biệt luôn á.